trước, siêu nhân Tứ Trụ đã phải gặp nguy hiểm vì mèo Simmy đã bị bắt cóc và quái vật cây ăn thịt người quá mạnh, nên siêu nhân Phong Cận, Mr. Dịch và Siro đã bị đánh bại hoàn toàn. Liệu trong tập này siêu nhân Tứ Trụ có giải cứu được mèo Simmy hay không? Mời các bạn đón xem. Hey, trời ơi mấy bạn ơi, đã 3 ngày 3 đêm rồi, anh em siêu nhân bọn mình vẫn cứ đứng ở đây nhìn con quái vật cái cây ăn thịt người, bọn mình vẫn chưa biết cách nào để tiêu diệt được nó hết các bạn ơi. Hey, rồi anh có cách nào tiêu diệt nó không Ron? Ai mà biết được. Mày thấy tao không? Tao 3 ngày 3 đêm tao suy nghĩ nát óc không xảy ra, giờ tao giật kinh phong luôn nè. Trời ơi, ông suy nghĩ nhiều quá, cái đầu ông giật giật luôn hả? Trời ơi, tội nghiệp Ron tôi quá. Ồ mấy bạn thấy không? Làm siêu nhân cũng khổ lắm chứ. Bình thường không thấy con yêu quái nào hết, mà một khi yêu quái xuất hiện thì toàn con yêu quái mạnh mạnh không mấy bạn ơi. Khổ muốn chết luôn á trời. Ồ mà khoan, còn một người nữa. Anh về đây, anh có cách nào để tiêu diệt con yêu quái này không anh? Theo ý kiến của anh đó là mình cứ đứng đây mình nhìn nó đi thôi, để nó tự chết đói chứ anh mình cũng đói lắm rồi này. Ăn tạm bánh mì đi, đợi nó chết đói chứ to ghê sao đánh. Trời ơi, anh nghĩ sao vậy? Bây giờ bọn mình đứng đây bọn mình ăn bánh mì rồi một tí nữa cái cây ăn thịt người nó ăn thịt Simmy luôn á anh. Anh nghĩ sao vậy? Ờ hả? Bọn mình phải tìm ra cách nào đó để giải cứu Simmy chứ. Trời ơi, trong team siêu nhân có mỗi đứa con gái à mà bị bắt cóc rồi. Mai này à, anh em sao? Tao có cách rồi. Sau khi dịch cơn phong tao đã nghĩ rồi. Chính là ông dịch hình như ông có tuyệt chiêu biến to mà đúng không? Hả? Biến to hả? Ừ đúng rồi hả? Dịch. Em nói dịch nghe nè. Em nhớ là dịch có cái cây búa của dịch đó, là dịch có cái kỹ năng tuyệt chiêu là có thể biến cho dịch to lên khổng lồ mà đúng không? Ừ đúng rồi, nhưng mà cái búa này nó kỳ lắm, lúc thì nó biến to rồi cái đầu lúc nó biến to chỗ khác à. Trời tào lao. Bây giờ em chỉ anh nè. Bây giờ nha, con quái vật á nó chỉ được có cái là nó to hơn anh em bọn mình thôi. Cho nên là bây giờ em chỉ dịch thế này nè, dịch hãy biến thành khổng lồ, sau đó dịch ra dịch cầm búa dịch gõ đầu nó cho em, hiểu không? À, tức là mình chơi nó luôn đúng không? Mình to nó được đúng không? Ôi, chăm ba cái gì vậy? Chạy cú gà. Nè. Ok. Hãy xem sức mạnh của loài dịch đây. Hey, cảm ơn. Ôi, anh em nhìn tôi không? To vãi chùa lên để anh ra đúng rồi phòng. Mấy bạn ơi, anh dịch to hơn cả cái người của mình luôn. Bạn ơi, mình còn nhỏ hơn cái đôi giày của dịch luôn á. Trời ơi, ghê thiệt. Anh dịch, tiêu diệt nó đi anh. Tiêu diệt luôn. Hây, siêu nhân dịch. Ok, đâu ra. Không phải bên kia. Đâu. Mày ngon mày chơi tao không mày? Anh em mình ra không chuyện. Ok, ra không chuyện. Phong, nhìn nè, anh đã to rồi, cái búa anh to hơn nè. Nhìn nè. Ôi, trời ơi. Cây này cũng quái vật chết chắc. Rồi, dịch ơi, giết nó đi dịch. Giết nó đi dịch ơi. Trời ơi, 13 con này anh sợ đâu em. Nhìn nè, anh đã to rồi, hàng của anh to hơn nè. Búa mày nè con, mày đây. Sắp vậy. Nhưng làm sao bằng lửa của tao được? Nhìn chừng gì vậy? Alo, dịch ơi, cố lên. Cây nè. Ơi, cố lên. Cho mày một hit vào đầu nè. Ôi, Phong ơi, con này đánh hoa không chết đi. Ủa dịch ơi, sao anh biến to mà sao anh không quýnh được nó vậy? Cố lên dịch, cố lên. Anh gõ rồi, anh gõ vào đầu này, nhìn này nè, phong nhưng mà nồi nước con này không biết. Cái búa này chỉ là cái búa để gãi ngứa thôi hiểu không? Làm sao mà búa của thôi mà mày kêu là búa để gãi ngứa, anh đồ. Vậy đâu? Trời ơi, dịch ơi là dịch, sao dịch vô dụng quá vậy dịch ơi? Dịch chạy nhanh đi, hỏi nó bắn dịch chết bây giờ, chạy đi. Dịch không mày vô dụng, dịch tới nhén luôn luôn, mày ngon mày. Trời ơi, rồi xong. Chạy. Trời ơi các bạn ơi. Con quái vật này, nó phun lửa mình kìa, chạy. Ui ôi mấy bạn ơi, cái con cây ăn thịt người này nó không phải đơn giản mấy bạn ơi, nó khỏe quá. Trời ơi, dịch biến thành siêu to khổng lồ mà dịch còn quýnh không lại nó nữa, thì nghĩ sao anh em mình quýnh lại nó đây. Trời. Thôi, bây giờ em nghĩ lại rồi, anh, gì vậy, ông nào chạy đến vậy? Ủa? Trời ơi, ông rảnh quá, ông không chịu bấm nút hồi hồi, ông bấm nút, ông hồi sinh tại chỗ này luôn đi, ông còn leo xe máy, ông chạy đây làm gì? Hey. Người ta mày bơi thành chân sức chứ, bây giờ người ta đi xe máy qua, chửi người ta nữa đấy không? Lao lên đánh vì anh em bị cắn nó chết qua rồi, là tại Phong ai bảo chúa lên chi vậy? Trời ơi, chúa dạ. Lên chi? Mình... Người ta nói rồi, bây giờ đâu phải là to xác mới giải quyết được vấn đề đâu, nó là năng lực, con kia nó khè lửa quá trời đất luôn. Trời ơi, mình cứ tưởng là dịch biến to sẽ như thế nào, tưởng hay lắm, hóa ra bị dính sao thành dịch quay luôn các bạn ơi, trời ơi là trời. Hey. Thôi rồi, bây giờ em nghĩ thế này nè, bây giờ anh em mình có muốn quýnh với nó, quýnh không được không? Hay là bây giờ bọn mình gọi là quay trở về căn cứ rồi bọn mình tìm kế hoạch khác đi mọi người, được không? Thôi bây giờ chắc là quay về căn cứ tìm kế hoạch khác thôi chứ còn okay. Đánh này đánh không lại nó chắc là phải ra xin lỗi quá. Ok, thôi để em chịu hồi chiếc xe nè, thôi anh em mình về đi, mình cậy sim ở chỗ này đi. Anh em leo xe. Xe của ông đâu sao ông lái mà ông lái con khủng long. Rồi ok rồi, dịch chịu hồi xe. Ủa? Siêu cấp của dịch đi. Mọi người sao không cứu tôi vậy? Gì kỳ vậy? Sim ơi.
bạn bạn cứ yên tâm, đợi bọn tôi một tí mà tôi sẽ quay lại cứu bạn. Đi 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 đi. À, ok. Trời ơi, các bạn hãy nhìn về phía bên kia kìa. Simmy đang bị mấy con quái vật nó bao vây, nó chuẩn bị làm thịt rồi. Mà bây giờ ba anh em một mình thì đứng đây chỉ biết nhìn thôi, không biết làm gì cả. Thôi, vô căn cứ bạn kế hoạch tiếp nào anh em. Ok, thì khoai đảo mình quên mất, mình xin giới thiệu với anh em. Đây chính là căn cứ bí mật của gọi là tứ trụ siêu nhân của mình. À nhầm, siêu nhân tứ trụ chứ, mình quên hoài à. À, đây là căn cứ bí mật của bọn mình nha. Thì bây giờ bọn mình sẽ cho bạn coi vô căn cứ bí mật bằng cách nào nè. Đây, bạn thấy không? Ở bên dưới nó có nước kìa, thấy không? Mấy bạn chỉ cần nhảy vào bên trong. Hey, bùm. Đó, là mấy bạn sẽ đến được ngay căn cứ bí mật của chúng ta. Đấy, mày thấy không? Ở đây các bạn coi nè, nó có 4 cái nút vàng mà bọn mình để chỗ này luôn nè, thấy không? Có cả tivi nè, rồi có cả thêm bộ máy tính gọi là siêu xịn sò của anh Rô ở đây nữa. Đấy, ok, tên lửa cái kiểu luôn. À, mà khoan từ, tự nhiên mình vô đây mình gọi là mình giới thiệu chi vậy ta? Đáng lẽ mình vô đây mình phải họp để mình tìm cách mình cứu Simmy chứ. Trời, quên mất. Anh em, tập trung. Rồi, trông nó, quên nó rồi, sợ gần chết rồi, Uti. Mấy ông giờ này bạn của mấy ông sắp bị ăn thịt rồi, mấy ông còn đứng đó chơi game. Tập hợp vô nha. Quên. Tập trung. Many minutes later. Rồi, ok. Bây giờ em đã gọi là chiếu hình ảnh 3D của con quái vật cái cây ăn thịt người ra rồi. Bây giờ mọi người hãy quan sát nó đi. Đây. Theo như mà em nhìn thấy á, ê à trời. Ủa, tính ra cái này là hình 3D thôi mà sao quấn được mình luôn vậy ta? Kỳ vậy. Ủa kỳ vậy. Ôi kệ đi. Ôi mấy bạn ơi, mấy bạn coi nè. Tính ra thì theo như mà mình để ý á, thì con quái vật này nó có một cái đầu rất là to và có răng nanh đủ cái kiểu luôn. Và mình nghĩ rằng là đây là một con quái vật nó yếu ở cái phần đầu. Mình nghĩ là chúng ta nên tấn công vào phần đầu của nó nhiều hơn. À, Dịch nghĩ có nghĩ ra cái cách nào để tiêu diệt con quái vật này chưa? Thôi anh nghĩ ra từ đâu rồi, nhưng mà anh nói đâu qua nghe đâu, tính anh nói từ đầu video luôn rồi á. Anh nói là hôm nay á, chúng ta muốn tiêu diệt con quái vật này, mình có cách tốt nhất để là cho nó ăn thêm đi, nó ăn nhiều quá, nó no, nó bể bụng, nó lòi ruột, nó chết luôn. Trời ơi, tàu lao, anh nghĩ sao vậy? Anh lỡ đâu anh cho nó ăn nhiều hơn, cái nó to hơn sao? Ha? Ừ, đó, vậy vậy không được. Cái chuyện đó là không được rồi. Rô, anh nghĩ ra cách nào khác không? Tao có thay hơn Dịch à, bây giờ mình đem Dịch đổi với Simmy đi, cho Dịch vô hầm con tin, còn để chuột Simmy về. Đúng rồi ha. Mày mất dạy, mày hai dụng. Được rồi, bình tĩnh. Trời ơi, trời, giỡn xíu làm gì ghê Dịch. Cũng rồi em nói rồi nghe nè, biết đâu con quái vật này nó thích ăn thịt quay đúng không? Đâu thích ăn thịt ăn thịt mèo đâu. Giỡn. Thôi, bây giờ anh em mình đừng có xàm nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về con quái vật này nè. Thì mọi người đã nêu ra hết ý kiến của mọi người rồi. Còn ý kiến của em á thì em nghĩ rằng là chúng ta cần phải tìm ra gọi là điểm yếu của nó. Thì theo như em thấy á, nó cũng chỉ là một cái cây thôi, cho nên em nghĩ rằng nó sẽ rất là sợ lửa. Em nghĩ rằng chúng ta nên chế cho chúng ta một cây súng bằng lửa để phun vô người nó tiêu diệt nó. Mọi người nghĩ sao? Ôi, được, cái này để anh, một thiên tài vật lý học nha anh, để anh thôi. Ồ, Rô chế tạo được hả? Ok, bây giờ mấy bạn hãy xem Rô chỗ tài chế tạo một cây súng phun lửa nha các bạn nha. Ok, chế tạo đi anh. Thêm một miếng FE nè, thêm miếng H2O đúc bì tím vô thử nè, rồi thêm miếng H2SO4 vô nè. Cho thêm nước mắm đồ vô nè. Anh cho thêm nước mắm chinh su nè, thêm nước tương đồ cái kiểu, rồi mắm, thêm mắm tôm vô cho nó xịt cho con quái vật cây nó chết luôn. Chơi súng nào chết mà mấy cái đó làm, tao đổ nước tương vô lại. À trời, xin lỗi. Đi làm. Ok, làm đi. One eternity later. Trời, nhanh lên Rô ơi. Nhanh lên. Xong rồi nha. Xong chưa? Xin giới thiệu với anh em súng của siêu nhân biệt đội tứ trụ. Wow, trời, cái súng gì anh xịn vậy? Ghê không? Súng này là súng phun lửa hả anh? Đúng rồi, cái súng này súng của mấy đứa con nít nó chơi công viên nước. Ơi, súng này súng con nít, đâu đem thử nha. Bùm. Trời ơi, Dịch bị cháy luôn bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ thử bắn thử cái tượng 3D này xem như thế nào nha. Nếu như cái tượng này nó mà chết á thì có nghĩa là cái súng này mạnh thiệt. Ok, bắn đó. Ồ, mặc dù là bắn hơi lâu xíu nhưng mà để xem coi nó có chết không nha các bạn nha. Ai, trời ơi, trời rồi, em bắn 8 tiếng đồng hồ nó mới chết được cái cây. Trời, cái súng này yếu quá, anh phải nâng cấp nó mạnh hơn nữa rồi. Không được rồi. Anh, đây, trời, bây giờ anh sẽ mô, cái này là anh chỉ mới làm bản demo cho em coi thôi. Này chỉ là mô phỏng đẩy cục lửa con quái thôi, giờ sẽ nâng cấp lên cho em nè. Nâng cấp lên đi, trời, phải mạnh hơn chứ, vậy thì quá yếu rồi, không được. 3 hours later. Ê, nhanh lên rồi, trời ơi, từ nãy giờ 3 tiếng đồng hồ mà anh còn làm chưa xong nữa. Xong rồi, enter à, đó, đây xuất file. Rồi, xin giới thiệu với Phong súng nâng cấp của khẩu phun lửa thành hàng. Ủa, khoan tử, cây này nhìn quen Dịch ơi. Anh Dịch, anh thấy cây này quen không Dịch? Cây này hả? Ừ.
Sao nhìn trông nó giống giống cái cây gì mà gì ở trong thì phí phải. Ừ, nhìn giống cây AK đồng xanh thì phải á. Trời ơi, chị vô ăn cắp ý tưởng người ta đúng không? Tào lao, tào lao, ăn cắp gì ăn cắp. Nhìn nè, thấy không, thấy cái đầu con rồng mà là giống cái đầu con boss ở trong Mini World hả? Đó, đây là rồng nè. À, cái này là con rồng. Phun lửa là phải rồng. À, ừ, phải rồng mới phun lửa được phải không? Con rồng này là con rồng, con rồng trong Mini World mà chứ phải là rồng trong Free Fire đâu. À, đúng rồi bạn. Cái đầu nó đầu rồng, lưỡi thì lưỡi rắn, cánh thì cánh chim, mà đuôi phượng hoàng là cái đất gì? Ai biết thôi, mình cứ thử thôi. Ok, bây giờ thấy em thử nạp đạn. Ủa, cái này không, cái này mình không cần đạn luôn anh. Không cần đạn luôn, bắn luôn. Trời ơi, xịn rồi, cái này là lấy đạn từ không khí luôn. Ok, đem bắn thử con này nha. Bắn mấy con mấy cái chết nó luôn anh ơi. Ghê không, ghê không, ghê không. Ghê, 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 xịn. Ok, được, cái này được nè, Ok, rồi, anh em, bộ ba siêu nhân, tập hợp. Những anh chàng đẹp trai. Những anh chàng đẹp trai. Tập hợp anh, tập hợp, mình phải làm sao cho nó ngầu lên anh. Ok, tập hợp. Hey các bạn, bây giờ bọn mình đã có được vũ khí rồi. Ngay lập tức, bây giờ bọn mình sẽ đi cứu gọi là Mèo Simmy, thiên thần của gọi là siêu nhân tứ trụ. Phải đi cứu Simmy thôi. Anh em, đúng rồi, lên phải nào. Đi cứu cái cây khỏi Simmy ơi. Let's go. Okay, cứu Simmy khỏi cái cây chứ. Ai kêu cứu cái cây khỏi Simmy, tào lao. Ờ, đúng. Ok, qua đây. À, cái cây nó còn bên kia kìa dịch. À, mày chết mẹ tao rồi con. Ai, bây giờ qua đây anh em, qua đây mọi người, qua đây. Bây giờ em sẽ có một cái kế hoạch như thế này nè, để em nói với mọi người nghe thế này nha. Mọi người thấy ở xung quanh gọi là cái cây siêu to khổng lồ kia, nó có mấy cái con cây nhỏ kìa, thấy không? Rô dịch, có thấy không? Thấy không? Mấy con này hả? Sao vậy mà nó ăn nhiều là nó to bằng con kia luôn đó. Đúng rồi, nó mà ăn nhiều là sẽ to bằng cái con mẹ của nó luôn, nó sẽ rất là bự luôn. Vậy cho nên bây giờ con mẹ nó luôn rồi sao? Là cái con cây này là mẹ của mấy con kia, hiểu không? Ăn nhiều, mấy con ăn nhiều là tao bằng con mẹ luôn. Ok rồi. Nó bậy quá. Ok. Nhưng bây giờ đúng rồi. Bây giờ nè bạn ơi, bây giờ mình nghĩ rằng là chúng ta cần phải tiêu diệt những cái cây con nhỏ trước. Bởi vì vậy cho nên là bây giờ em nghĩ ra ý tưởng thế này nè. Bây giờ nha, dịch hãy gọi là lại gần cái con cây nè, xong dịch chiêu nó, dịch kêu liêu liêu cái đồ cây xấu xí. Xong dịch hãy gọi là cho dụ dỗ nó chạy theo dịch, sau đó chạy ra ngoài cái bãi biển gần ngay kia kìa anh. Thì em sẽ ở đây, em sẽ bắn hết mấy cây con, anh thấy sao? Được không? Bắt bởi vì sao không bận Rô đi liêu liêu đi, bắt anh đi liêu liêu nữa nó cạp đứng đầu anh cháu. Tại vì á, ủa khoan từ, ừ cũng đúng ha, em thấy Rô nhoi hơn nè, Rô ra liêu liêu đi Rô. Đúng rồi, để tao, mày chưa biết bị canh tao rồi, Việt Nam gây kinh bôi, anh đây không sợ đói. Việt Nam gây kinh bôi. Nhanh lên được, nhanh lên, cố lên được. Ok. Liêu liêu, trời ơi, đố mày đuôi với tao cái cây xấu xí. Liêu liêu, liêu liêu, liêu liêu. À, thằng mày lắm. Mày láo, mày chết với tao. À, ok, đuổi theo anh ơi, đuổi theo. Ok, rồi, tranh thủ. À, mấy cây con kỳ này tao sẽ giết tụi mày, sau đó mình sẽ cứu Simmy bạn ơi. À, ok, cây con nè. Tao bắn tụi mày nè. Mày hả mày? Hơi AK đồng xanh. À nhầm, AK đồng lửa. Phun lửa. Nhất lại lập luôn quá phao anh được anh rồi. Hơi sức mạnh hóa khổng lồ ba tăng quên ốc. Bùm, siêu to khổng lồ. Mày. Ok. Mày. À, tao sẽ bắn tụi mày nè. Ôi, nó chết rồi bạn ơi, nó chết rồi. À, mình phải cần. Thôi em hóa khổng lồ lên chạy nó dễ cả anh ơi, nó chết rồi. Sao anh chết hoài vậy dịch? Anh biết to mà anh chết hoài vậy? Để em phun lửa nó cho. Mày chết tụi mày đi. Ê, còn có một con cuối cùng thôi. Mày hả mày. Rồi ok, nó chết luôn rồi. Simmy, trời dịch ơi, Simmy xỉu mất tiêu anh ơi. Trời ơi, mình bỏ đói Simmy ở đây 3 ngày rồi, cho nên Simmy đói xỉu luôn kìa. Mình đập hàng rào ra nhanh lên. Anh lấy cái búa anh đập hàng rào ra đây nhanh lên. Cái búa của anh nó sinh ra là để bún lậu chứ không phải để đập hàng rào đâu, đánh đâu được. Thật sự. Ôi, nó quay lại nhìn. Ôi, nó quay lại. Chạy. Gì đây? Ôi, cái cây kia, bây giờ bọn tao đã có được gọi là súng rồng lửa rồi, bọn tao không sợ mày đâu. Bây giờ tao sẽ phun lửa cho mày chết. Mày hãy xem đây. Ui, phun lửa, chết mày đi. Phun lên đi Phong. Phong, phun lên. Mày ơi, mày. Cho mày chết không? Thoải mái quá. Ủa cái gì vậy? Ủa anh ơi, sao em phun lửa nó mà nó không chết anh? Ai biết được. Mày phun lửa không chết thì tao phun nước mướn mấy miếng mày nè. Cái gì vậy? Trời. Đồ bình thiểu. Trời ơi, anh ok, nó mà hỏi anh đồ bình thiểu. Ê, anh bận thiệt mà, anh chơi dơ quá. Để em phun thêm vài lần nữa coi. Mày, tao bắn cái nào hết tiếp đạn đi, luôn. Tiếp đi, gãi ngứa thoải mái quá. Ui. Ê, Phong ơi, sao anh dùng thêm, giống như đang massage rồi. Ừ, em cũng không biết nữa, em phun lửa nó giờ nó không chết ơi. Thôi chạy, anh em mình chạy lần 3. Chạy tập 3 hả? Chạy tập 3 hả? Ôi chết, nhanh chạy hoài đi. Em cũng không biết nữa, tại nó khỏe quá mà. Trời ơi mấy bạn ơi, bây giờ làm cách nào ơi? Bây giờ ngay cả súng lửa nâng cấp của Siro chế tạo mà cũng không giết được nó nữa. Trời ơi, Siro này sao anh chế tạo súng cùi bắp vậy đâu?
Không, tao đã hiểu rồi, tao đã hiểu lý do tại sao rồi Phong ạ. Súng của tao chế tạo ra là để bắn mấy cái cây nhỏ. Mà bây giờ nó to như vậy mà muốn bắn nó thì phải biến cho cây súng này nó bự lên. Biến cho cây súng bự lên hả? Ồ, nhưng mà bây giờ làm sao ấy? Chẳng lẽ bây giờ bọn mình đem cây súng này về nâng cấp cho nó bự lên nữa? Không được. Bởi vì là Sim hồi nãy bạn thấy á, Sim My đã ngất xỉu luôn rồi. Như vậy là không thể nào mà để cho Sim là ở trong cái lòng đó được nữa. Mình phải cứu Sim ra nhanh 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 ngay lập tức. Hey, bây giờ làm sao đây? Làm sao đây? Suy nghĩ. Oh, trí thông minh của Phong đây. Trời ơi, mình đã nghĩ ra rồi các bạn ơi. À, dịch. Dịch đây. Hả gì? Bây giờ em chỉ nè, anh hãy sử dụng cây búa của anh. Anh biến to khổng lồ anh lên, sau đó anh biến to cái cây súng này lên luôn để anh bắn nó. Hiểu không? Ủa được hả? Được. Anh biến được mà, em tin anh làm được. Cố gắng lên dịch. Dạ, sứ mệnh mà thần vi lơ. Trời. Wow, cây súng nó to kìa mấy bạn ơi, nhìn kìa. Chú, xịn, ok. Rồi, bây giờ em nghĩ là cây súng nó đã đủ mạnh để giết con đó. Dịch chạy qua tiêu diệt đi dịch. Giết luôn, mày chết rồi, mày. Cho mày chết, Hay quá. Mày bắt tao, trời ơi. Ready không? Hay quá dịch ơi, chết queo nó luôn rồi. Hay quá anh ơi. Trời ơi. Cứu Sim. Trời ơi Sim ơi, sao Sim gọi là xỉu vậy Sim ơi, tỉnh dậy đi Sim ơi, đập cửa đi nhanh lên trời ơi. Cố anh đập nhanh lên anh, cửa gì mà chậm vậy trời ơi, tao đập bằng tay đó. Trời ơi trời, siêu nhân gì đâu mà yếu xìu, đập có cái hàng rào sắt đập cũng không được. Thôi, cứu mình đi đi, đập đi. Ai vậy đây, tính ra là anh giết được con quái vật này, anh còn biến to làm gì nữa, anh biến nhỏ lại đi. Hả? Ai biết được, anh biến to lên để anh đập cái này này mà không được, bây giờ anh định tính lên bước chơi liều nè. Bây giờ cứu Sim rồi, cuối cuối rồi. Mày gì nữa chứ nữa. Trời ơi, tào lao các bạn ơi. Để bạn biết không, ông dịch ông tính dùng quả bom để gọi là phá vỡ cái lòng bạn ơi. Trời, phá vỡ cái lòng bằng một quả bom nguyên tử to như vậy, chắc Sim cũng nổ theo luôn quá. Trời. Ui, Sim ơi, Sim. Chết rồi, năng lượng tôi hết sạch rồi mọi người ơi. Tôi không chịu nổi. Ui trời ơi, trời mấy bạn ơi, rồi xong rồi, Simmy rồi, ngất xỉu rồi mấy bạn ơi. Hay, mấy bạn ơi, nhưng mà thôi không sao, mình nghĩ là bây giờ mình với lại Rô sẽ đưa Sim đến bệnh viện các bạn ơi. Tội nghiệp Sim quá, nhịn đói 3 ngày 3 hôm rồi. Hay, ok mấy bạn ơi, dậy đi ăn tạm trái bom nè. Dậy, tào lao ơi. Người ta đói ông đưa bom cho ta ăn, tào lao tôi chọi mày ông. Nè, phóng súng rồi. Ai ơi. Này thì này chơi ngu vậy. Ok bạn ơi, thì trong tập này bọn mình đã gọi là nhờ vào trí thông minh của Phong Cận, nhờ vào sức mạnh của Mr. Dịch và gọi là độ sáng tạo của Siro đã chế tạo ra được những loại vũ khí rất là mạnh và đã tiêu diệt được con quái vật và đã cứu được mèo Simmy rồi. Và bạn thấy gọi là siêu nhân tứ trụ bọn mình có khỏe, có mạnh, có ngầu không thì bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Và nếu như anh em muốn có tập 3 thì bạn hãy nhớ là hãy để cho video này đạt được 10.000 like thì sẽ có tập 3 nha các bạn nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Còn bây giờ bọn mình đi về nhà thôi. Ai đưa thêm theo mày. À quên. Còn Sim nó quên. Ê Phong ơi, Sim ơi, tát cho mấy phát mà không tỉnh sao? Dậy Sim. Ủa? Ông quýnh người ta vậy? Ta chết. Ủa sao từ nãy giờ mình giết dịch nhiều quá ta. Ok. Thôi tạm biệt mọi người nha. Mình phải đưa Sim đi bệnh viện đây. Yêu anh em phải rồi. Bye bye. Ôi, nhanh lên ơi, mọi người xách một tay một chân quăng đây, quăng Sim vô bệnh viện, nhanh lên.